Xin chào các bác, em tiếp tục về bình lithium 48V 53Ah để phục vụ các bác lưu trữ điện mặt trời. Bình này có tổng trọng lượng là 18kg, sử dụng mạch cân bằng chủ động, thông minh nhất hiện nay các bác nhé. Đấy, các bác có thể kiểm tra các cell pin và dung lượng pin, điện áp của pin ở trên trực tiếp ở trên smartphone. Đấy, rất là thuận lợi. Đây. Điện áp của bình hiện tại bây giờ đang là 57,93V. Đấy. Tổng dung lượng của bình là 53,7Ah. Ở đây là toàn bộ các cái điện áp của từng cell các bác nhé. Đấy, các bác có thể kiểm tra được điện áp của từng cell. Và mạch này là mạch cân bằng thông minh, tự động chủ động cân bằng. Tủ bình này thì được ghép nối bằng máy các bác nhé. Tại công ty người ta ghép nối nên là rất là an tâm khi sử dụng, chứ không phải là ghép nối thủ công như một số bác đâu. Nên là anh em rất là yên tâm khi sử dụng. Đấy, nhà máy thì công ty thì nó có cho kèm những cặp jack nối này. Như biến tần mà nó có sẵn jack này thì anh em có thể cắm trực tiếp, không thì có thêm jack nối dài cho một số cái biến tần nó sử dụng cái chân kết nối này. Nào em sẽ test một video thực tế cho các bác. Đây là dung lượng chuẩn là 53Ah các bác nhé. Dùng lưu trữ cho hệ điện mặt trời 48V. Dây rất là to này các bác này. Kết nối sử dụng quản lý ở trên smartphone rất là tiện lợi. Cảm ơn các bác đã quan tâm. Giá thì em sẽ để công khai. Các bác có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại và Zalo em để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bác ạ.